Xin chào các bạn, hôm nay Sốc Nhật Việt sẽ giới thiệu đến các bạn một số những cái mẫu đồng hồ bãi của Nhật. Tuy nhiên thì tất cả những mặt hàng này đều có chất lượng rất là tốt. Nhiều người lựa chọn mua đồng hồ bãi Nhật Bản với lý do là để thỏa mãn cái niềm đam mê về đồng hồ, và chúng ta sẽ mua được những sản phẩm chất lượng với giá thành rẻ. Thông thường thì các mẫu đồng hồ Nhật Bản thường là những dòng sản phẩm cao cấp, có độ bền cao nhưng mà giá khá là chát. Nếu mà các bạn mua được một chiếc đồng hồ cũ Nhật Bản chất lượng tốt thì trải nghiệm dùng nó chẳng khác gì so với một chiếc đồng hồ mới. Như mình vừa nhắc đến thì tuy là hàng cũ nhưng mà nó lại là hàng hiệu cao cấp. Vì một lý do nào đó thì người dùng chán nên là thanh lý lại, hoặc là họ đã muốn đổi một chiếc đồng hồ khác. Từ đó mà sinh ra những chiếc đồng hồ cũ giá thành rẻ hơn nhiều so với đồng hồ mới. Một trong những cái thương hiệu khá là nổi tiếng ở Nhật Bản và nhắc đến đó là đồng hồ Seiko hay là Omega. Các bạn có thể tìm thấy những cái loại đồng hồ này ở các trang thương mại điện tử của Nhật Bản như là Mercari hoặc là Rakuten. Ngoài việc mua một sản phẩm thì các bạn có thể lựa chọn cái hình thức đấu giá để mua các cái lô đồng hồ. Đối với những ai mà có ý định kinh doanh đồng hồ Nhật Bản ở Việt Nam thì các bạn có thể thực hiện đấu giá để mua được những lô đồng hồ với giá rất là hời. Ngoài ra thì ở trên này cũng có một số những cái hãng đồng hồ khá nổi tiếng như là đồng hồ Rolex này, chắc hẳn là không ai không biết đến đúng không nào? Hay là đồng hồ của Gucci, cũng là một thương hiệu thời trang mà được nhiều người ưa thích. Thì các bạn có thể liên hệ tới Shop Nhật Việt. Nếu như các bạn yêu thích một chiếc đồng hồ Nhật Bản, có ý định mua nó thì các bạn có thể liên hệ tới số điện thoại 0983 131 528 của Shop Nhật Việt để được nhân viên tư vấn và đặt hàng hộ các bạn. Video của mình xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào các bạn.